Các bạn ơi, hôm nay Hoàng đặt cái cây này cho một người khách ở xa. Hoàng thì không biết đánh bát đâu. Nè, cái cây này là cây bát này. 505 ha. 505. Rồi, cũng mở hộp cho các bạn xem. Nhanh thôi, nhẹ lướt nhanh thôi nha. Thật sự là Hoàng không biết đánh bát, không biết đánh guitar này, không biết thử. Chỉ có quay lại cái hình ảnh cụ thể để cho các bạn xem. Hơi khó nhìn ha. Hoàng chưa có bóc cái này, để nguyên vậy cho khách luôn. Thì cây này là cây màu nâu. Thì quay lên nó hơi đen đen không, nhưng mà thực tế nó màu nâu nha các bạn. Đặt cái màu đen thì sẽ biết là nó màu nâu. Đó, cái mặt trên của nó vậy. Rồi ai mà rành thì nhìn ba cái nút này biết dùng Hoàng nha. Rồi bây giờ lật nó lên. Ở trong hộp thì nó có hướng dẫn sử dụng và có pin. Pin để gắn vào chỗ này. Quay từ dưới lên đây. Đó. Đây là cây 505 nha. 505. Cái phần này mình thấy gỗ họ làm đẹp quá trời luôn. Đã quá. Có chữ Yamaha gì Made in Indonesia nè. Made in Indonesia. Rồi nhìn vào. Có cái serial number thì nó họ in chìm ở đây nè. TRBX505 ha. Rồi, vậy là cây 5 giây. 505 là 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Đó, vậy thôi. Không biết đàn nên chị làm clip unbox cho các bạn xem sơ sơ vậy nha. Có nhu cầu thì các bạn cứ đặt, và các bạn mua thì các bạn biết sử dụng rồi, chứ còn Hoàng thì chỉ biết đặt thôi, thì chỉ biết bán thôi. Cảm ơn các bạn nha.